Sitanda, Euro Sitanda, Haaland, Kittin là những thương hiệu ổ áp và bếp từ nổi tiếng trong nước và xuất khẩu của công ty cổ phần nghiên cứu và chế tạo thiết bị điện lưới miền Bắc. Hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900 633 550 hoặc tới các điện máy showroom gần nhất để trải nghiệm và hưởng các chính sách ưu đãi tốt nhất. VinFast VF E36 xuất hiện, đại kình địch từ Kia cũng lộ diện. VinFast VF E36 và Kia EV9 có một vài điểm chung đáng ngạc nhiên. Một trong những tin tức đang được truyền thông Việt Nam khai thác mạnh gần đây chính là việc triển lãm xe hơi Los Angeles, Los Angeles Motor Show sắp được diễn ra vào các ngày 18-19 tới, theo giờ Việt Nam, sau nhiều lần hoãn do Covid-19. Điểm có lẽ đáng chú ý nhất của sự kiện lần này nằm ở việc hai chiếc xe điện VinFast VF E35 và VinFast VF E36 cũng xuất hiện lần đầu. Được biết, hình ảnh của VinFast VF E35 và VinFast VF E36 đã xuất hiện hồi đầu năm nay dưới dạng ảnh dựng đồ họa. Riêng chỉ có mẫu VinFast VF E35 đã được ghi nhận xuất hiện thực tế tại Long Biên, Hà Nội ngày 28 tháng 6 năm 2020 và trên một số hình ảnh tại đường thử Lang Lang của Úc. Tại triển lãm xe hơi Los Angeles năm nay, không chỉ VinFast sẽ mang tới những mẫu xe mới tinh, ngoài ra còn nhiều hãng xe khác trên thế giới. Đáng chú ý trong đó có Kia với mẫu xe điện Kia EV9. Trên thực tế, thông tin về mẫu SUV này vẫn hoàn toàn là một ẩn số, trừ một số hình ảnh phác họa xuất hiện gần đây do chính Kia đăng tải. Cùng xe tới triển lãm xe hơi Los Angeles, Kia EV9 được đồn đoán là một mẫu SUV cỡ trung, kích thước ngang tầm với mẫu Kia Telluride SUV hạng E. Hiện tại đang là một cái tên có số má tại thị trường Mỹ. Về ngoại hình, dựa trên các hình ảnh phác họa này thì có thể thấy mẫu SUV điện này có thiết kế vuông vức, khối hộp với 3 hàng ghế trên 7 chỗ ngồi. Một số đặc điểm nêu trên của Kia EV9 trên thực tế lại khá giống với chiếc VinFast VF E36, mẫu xe điện Made in Việt Nam cũng sở hữu thiết kế vuông vức đi cùng kích thước lớn với 3 hàng ghế trên 7 chỗ ngồi. Kích thước lớn cùng thiết kế khối hộp được cho là một trong các đặc điểm rất riêng của các mẫu xe đến từ Mỹ. Sẽ thấy phong cách này trên nhiều mẫu xe gốc Mỹ như Cadillac Escalade, Ford Explorer, Jeep Wrangler hay thậm chí là Hummer H3. Nếu Kia EV9 thực sự có cùng kích cỡ với Kia Telluride SUV hạng E thì có thể suy luận rằng Kia EV9 sẽ chính là một đối thủ của VinFast VF E36, một mẫu SUV hạng E. Và màn đối đầu giữa hai xe này trên thương trường sẽ vô cùng thú vị. Một trong những thông tin mang tính kỹ thuật của Kia EV9 đã xuất hiện là mẫu xe này sử dụng khung gầm E-GMP do Hyundai, thương hiệu Hyundai và thương hiệu Kia cùng thuộc sở hữu của tập đoàn Hyundai. Phát triển dành riêng cho xe điện, chú trọng tới tính linh hoạt của kết cấu xe phù hợp với nhiều mẫu xe khác nhau. Trong khi đó, VinFast đã đưa ra nhiều thông tin thú vị về VinFast VF E36 trong thông báo về hai mẫu xe điện đầu năm nay. Cụ thể, VinFast VF E36 dự kiến sử dụng hai động cơ điện đặt tại trục trước và sau, sản sinh công suất lên đến 402 mã lực và 640 Nm mô men xoắn. Từ soha.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Quảng cáo tiếp cận hàng triệu khách hàng mục tiêu tại Độc Đáo TV. Liên hệ ngay dinhastudio@gmail.com, số điện thoại 0964002593.